mời bạn xem tiếp bộ truyện Khốn Thú Chi Nhiễm, tập 27. Đã xóa sạch dấu vết thuốc trong bó hoa đó chưa? Ngô Điện Hạ yên tâm. Sau mấy phút công dụng của thuốc trong hoa sẽ tan biến hết, không để lại dấu vết gì đâu ạ. Hơn nữa, pheromone vốn đã khiến người ta không được tỉnh táo, sẽ không khiến người khác nghi ngờ đâu. À! Chỉ tiếc tên tù binh đó đến sớm quá, ta chơi chưa đã. Ngoại trừ tên tù binh đó ra, thích khách hôm qua cũng rất đáng nghi. Ngài nói xem, liệu có phải... Iceland sẽ không ra tay với ta ngay trong tòa thành của bọn bọ đâu nhỉ? Nhưng cũng không biết đâu được. Chúng ta cứ thế mà về thật sao? Về mà không có tin tốt gì có lẽ sẽ bị nhà vua hỏi tội mất. Chắc ngươi nghĩ rằng một ngũ vương tử như ta có thể khiến lão già đó giao ra nòi giống của tộc người trời đó hả? Dù sao chuyến đi này đã xác định được thái độ chính trị của Iceland. Chúng ta thấy đủ thì thu lưới, vẫn còn một chặng đường dài phía trước mà. Iceland của hiện tại quả thực không quá yên bình, hy vọng chúng ta có thể về nước bình an. Vì để đảm bảo an toàn nên mới kêu quân đội hoàng gia của bọn họ hộ tống đó. Nếu ta có mệnh hệ gì thì nơi đây cũng sẽ trở thành chiến trường. Sư mù. Không đúng. Hừ. Cái thằng Ivan đó quả nhiên đang chống đối lại ta. Bệ hạ, thực sự không ngăn cản sao? Với huyết mạch người trời chân chính, thuốc tránh thai bình thường sẽ không có tác dụng đâu. Nếu không phải, thì giữ lại cũng vô dụng. Vâng, vì huyết mạch người trời thuộc số ít, lại thêm thái tử điện hạ lo lắng cho cơ thể của nhị điện hạ, nên dùng thuốc liều lượng nhẹ. Người về canh chừng tụi nó, có chuyện gì thì báo lại gấp. Tuân lệnh. Khởi bẩm bệ hạ. Đội quân hoàng gia đưa ngài Andrew xuất cảnh bị phục kích trên đường đi. Xin hãy phái thêm quân chi viện ứng cứu ạ. Lạnh quá. Rốt cuộc đây là đâu? Một màu trắng xóa. Không có điểm cuối. Rốt cuộc mình phải đi đâu mới tốt đây?
Có lẽ mình không thể thoát ra khỏi mùa đông lạnh lẽo này rồi. Lạ quá, nền tuyết. Sao lại mềm mại thế này? Hơn nữa, nó còn có hơi ấm. Có những sợi lông mềm mại. Tình thịch, tình thịch, tình thịch. Tiếng tim đập. Một bé hươu bự. Đợi đã, to như vậy sao gọi là bé được? Là nó, cứu mình sao? Nó đang liếm miệng vết thương. Em bị thương hả? Ta có thể giúp được gì cho em không? Cọ cọ, liếm. Ướt quá. Xoa, là mơ sao? Cảm giác ướt át trong mơ là do mồ hôi của mình sao? Bụng có hơi khó chịu. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra để tránh đêm dài lắm mộng. Nhân lúc Hưu chưa tỉnh, đêm nay thực hiện phẫu thuật loại bỏ đánh dấu luôn đi. Vâng, giờ tôi đi ngay. Đóng. Thái tử điện hạ, sau khi làm xong nhiệm vụ lần này, tôi muốn từ chức. Cậu muốn rời đi. Xin lỗi. Tôi làm chuyện này đã không còn xứng là một bác sĩ nữa rồi. Là do ta, a không nên bảo cậu làm chuyện như vậy. Ở bên cạnh ngài nhiều năm như vậy, được ngài tin tưởng là vinh hạnh của tôi. Nhưng chuyện này đã trầm trọng quá rồi. Suy cho cùng. Cũng là hai mạng người. Xin lỗi. Cạch. Sao? Sao mà hai mạng người